Dạ, xin chào cả nhà. Dạ, xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Dạ, hôm nay thì hai chị em rất là vui khi được thay mặt cho ông bà Tư là làm 60 phần cơm đùi gà để gửi tặng đến các em nhỏ nha. Dạ, đây nè bà cô chú, thì hai chị em có đi chợ mua để chuẩn bị làm cơm gà nha. Dạ, làm cơm gà này thì là đùi gà nha bà cô chú. Này 60 cái đùi gà rất là to luôn. Rồi bây giờ ướp sẵn rồi cho nó thấm nha. Đây một thao đùi gà rất là hấp dẫn luôn. Dạ. Cái này hồi thì tí mình hấp sơ qua rồi mình mới chiên lại. Dạ. Cơm đùi gà thì giờ có kèm với trứng gà chiên nha bà cô chú. Đây là trứng gà. Đó thì ăn kèm với rau là có dưa leo với cà chua với xà lách lụa nha. Dạ. Dạ. Dạ để vô ha chị. Để vô cái sẵn rồi để hấp. Đùi gà thì về rửa sạch rồi cái ướp cho nó thấm một cái chú cái bắt đầu để vô cái sẵn hấp cho nó chín rồi mới bắt đầu chiên lại nha. Dạ thì hai chị em cũng cảm ơn tấm lòng của ông bà Tư rất là nhiều đã luôn thương yêu các em nhỏ ở quê cho các em có bữa cơm rất là ngon luôn. Dạ thì con cũng kính chúc cho ông bà Tư có thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ hạnh phúc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống luôn. Dạ. Giờ hai chị em sẽ bắt đầu làm nha. Thò sẽ để cái đùi gà vô cái sẵn để bắt lên cái bếp hấp. Dạ. Giờ bắt đầu mình chắc mấy cái đùi gà cho nó đến hấp nha mà cô chú. Này hấp trước rồi mới chiên á mà cô chú để cho cái đùi gà nó chín đều ở trong luôn. Không có bị nín. Lên. Đẩy nắp lại. Với gà hấp chín mà. Giờ mẹ qua. Giờ mẹ vô gà làm luôn nha mà cô chú. Thôi giờ chiên trứng gà. Đồ con nhắm bự thế mà. Để giờ hấp tiếp tục. Này chắc hấp tới 4-5 lần mới hết cái đất cà chua rồi chị. Bây giờ để cái đùi gà lên chiên nha bà cô chú. Dạ, giờ mẹ bắt đầu làm cái sốt đó mà cô chú. Cái này gồm có dầu hào hả chị? Dầu hào, cua ớt với đường. Để một ít nước vào rồi thấy cho nó sạch lại. Bên đây là chiên. Bên đây vẫn còn chiên gà. Mẹ phấy làm nước cơm sốt. Chiên xong hết gà là sẽ nướng sốt của mình chứ. Dạ giờ nước sốt nó cũng được rồi nè bà cô chú. Bắt đầu để ra mấy cái đùi gà. Mình
xong mình lăn cho nó đều. Rồi vớt ra này. Tiếp. Lần tới lần lui gì vậy? Nào hết. Này lăn cho đến hết mâm gà thôi nha mọi chú. Lăn nó đều cái đùi gà luôn. Dạ. Dạ thì mấy mẹ con cũng chuẩn bị cơm đùi gà xong hết rồi nè ông bà cô chú. Giờ hai chị em dọn ra ngoài trước để gửi tặng cho các em nha. Giờ thì các em cũng đi học về hết rồi đó ông bà cô chú. Dạ giờ cũng vô xếp hàng hết rồi. Nãy giờ quá trời. Dạ đây mang là đi được sao lo này hôm nay ông bà Tư ghé tặng nha. Hôm nay thì ông bà Tư gửi tặng một cái hộp cơm đùi gà với kèm thêm một ly nước mía cho các em uống nha. Dạ. Dạ, dạ thì cơm đùi gà hôm nay thì đây. Cơm đùi gà ghế, thì ghế. Mấy mẹ con làm cơm trộn nha cô chú. Rất là thơm luôn. Dạ. Thì cơm ăn kèm với có rau là dưa leo cà chua với xà lách nha mà cô chú. Còn bên đây là trứng gà chiên. Dạ. Rất là hấp dẫn luôn. Còn bên đây là cái đùi gà sốt nha mà cô chú. Dạ. Ở bên đây là kèm thêm nước tương và một ly nước mía mà cô chú. Hôm nay cơm quá ngon luôn. Cái món này các em rất là thích. Dạ. Hôm nay thì hai chị cũng thay mặt cho ông bà Tư gửi tặng cơm đùi gà với nước mía cho các em nha. Chúc các em ăn ngon miệng, chăm ngoan học giỏi luôn. Vỗ tay cho vỗ tay đúng không bà Tư đi. Rồi giờ hai chị em sẽ bắt đầu làm những hộp cơm gửi tặng đến các em. Từ từ hai chị chúc nghe nha. Thằng Ken ngồi tại chỗ luôn. Này hai chị em để cái ghế cho các em đứng cái xếp từ dưới cái ghế cô chú. Hộp rồi để leo cà chua với cái trứng nha. Út Kho sẽ để cái đùi gà. Cái đùi gà rất là ngon. Hay gắt rồi không? Dạ, thêm mỗi cái gì là cái đùi gà. Này được ông bà Tư ghé tặng nha. Tí cảm ơn ông bà Tư nha. Nè, được ông bà Tư gửi cho em nha. Vâng. Dạ. Này. Cảm ơn giúp mình rồi. Mà để cái ghế cho mấy em ngồi luôn. Mày tới hiển nè. Đây này được ông bà Tư gửi cho hiển nha. Chúc hiển học giỏi luôn. Nè, gửi cho hiển. Lấy từ từ. Nè nè, gửi lên cảm ơn ông bà Tư nha. Giờ cẩn thận. Rồi. Tới bé Nga liền. Bé Nga bữa nay muốn bệnh rồi. Rồi, cứ từ từ bà hai lấy giùm con. Được con bà Tư gửi cho bé Nga nha. Giỏi. Nay bệnh rồi cứ lừ. Đi về. Tới cô bơ. Hai, được ông bà Tư gửi tặng cho bơ nha. Giỏi. Nè,
được ông bà gửi tặng cho bé chuột nè. Kè tới bé chuột kìa. Cẩn thận nha. Cẩn thận. Rồi. Gửi cho cái hoa nào được ông bà gửi tặng. À giỏi. Đừng đẩy nó. Đừng đẩy con bé ngồi trước kìa. Từ từ tới. Từ từ tới hai chị làm tới liền. Hai cái này nó dính cái hộp. Để lên. Mình gửi cho em nha. Để, em có nước mía chưa? À được ông bà Tư gửi cho em. Tại tung tích vô sau để nhường cho em đó trước nãy giờ xuống chút. Thèm à? Ngon không? Ừ. Này hộp cơm gà thêm một viên nước mía. Rồi, này là tới của tung tích nè. Dạ. 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 Rồi giờ cẩn thận. Được ông bà Tư gửi tặng cho em nha. Giỏi. Thôi để cái ghế vô cho chị đi. Được ông bà gửi tặng cho em nha. Giỏi. Nay được ông bà Tư gửi tặng cơm với nước mía nha. Chúc các em ăn ngon miệng luôn. À, được ông bà gửi cho em. Giờ các em cũng vừa đi học về luôn. Được ông bà gửi cho em. À giỏi, ăn ngon miệng luôn. Chúc các em ăn ngon miệng học giỏi nha. Ô, ngã, từ từ. Từ từ nha. À, được ông bà Tư gửi cho em. Giỏi. Miếng ngon không Khánh? Chưa ghim nữa, còn không quậy không lên. Đây là một cô chú học cơm đùi gà. Để dưa leo cà chua. Để xà lách vào nha. Được ông bà Tư gửi cho Khánh nha. Một cái trứng ốp la. Giỏi. Dạ, thầm thôi. Em để cái này về xuống. Được ông bà Tư gửi cho đâu nha. Giỏi. Không có dễ đâu. Rồi thôi giỏi nè. À gửi cho em nha bà. Dạ giỏi. Dạ có thêm cái đùi gà nó mật một chút. Mỗi hộp cái này gà không được còn băng với lung lại. Được ông bà Tư gửi tặng cho em nha. Giỏi. Đây, cơm rồi. Ông bà gửi cho em. À, giỏi. Rồi Hiển về đi Hiển. Nặng đó. Giỏi. Lấy nước mía trước đi, lấy nước mía trước. Chồng ba chi à? Chồng ba chi.
trồng cái ba chi. À, được ông bà ghé tặng cho em. Cảm ơn. Ba tôi về trước cho mua đi. Chào. Được ông bà tên ghé em. Giỏi. Chơi. Đây để con tôi gửi tí có gì lấy bọc sẵn giùm chị đi, giật bọc cái sẵn giùm chị luôn đi tài. Hai được ông bà tôi gửi em ngon miệng luôn. Đây như này. Cái muỗng với bịch nước tương á tài lấy giùm chị. Đây được ông bà tôi gửi tặng nha. Để tặng cho em à, giỏi đi đi nước mía nữa. Vừa đây một cơm nè, con lấy bọc kê dạch sẵn trước thì tôi với cái hai bịch này rồi. Được ông bà Tư ghé tặng cho em nha. À dạch cái đi rồi rồi đấy. Giỏi. Rồi để xem. Từ từ thôi chạy dữ rồi. Này em xuống sớm rồi ha. À được ông bà Tư ghé tặng cho em nha. Giỏi. À, đứng đó đi, Diệu làm xong rồi giúp gửi. Được ông bà Tư gửi cho Ken nha. Ken cảm ơn ông bà Tư đi. Cảm ơn ông bà Tư. Cảm ơn dì ba đi. Cảm ơn Diệu. Mới tỉnh ngủ. Rồi dì bye bye. Rồi ăn ngon miệng nha. Được ông bà gửi cho em. À, được ông bà gửi cho em. Giỏi. Đây hả? Này gà đây. Em ăn gì không vậy? Để con mà tự gửi cho Tiên nha. Thôi, giỏi. Đây. Bảo. Học mấy gì hả Bảo? Nay được ăn cơm gà vui không Bảo? Nay được con bà Tư gửi tặng á. Tí cảm ơn bà Tư nha. Nè, được ông bà Tư gửi tặng cho Bảo. Cảm ơn bà Tư. Giỏi. Giỏi. Đây được ông bà Tư gửi cho em. Giỏi. Được ông bà tôi gửi nha. Giỏi. Rồi lấy đi nước mía đi. Được ông bà tôi gửi. À.
ăn ngon miệng luôn. Ngày hai chị em với nhiệt tình luôn, không nghĩ tới. Dạ chị làm không kịp tay luôn. Lấy đi nước mía trước đi. Này. Món cơm đùi gà các em rất là thích luôn á bà cô chú. Mình công bà gửi cho em nha. Rồi, dạ cẩn thận. Rồi, cầm cẩn thận nha, hơi đổ. Này. Hấp hộp đó. Để em vô lấy hộp. Được ông bà gửi cho em nha. Giỏi. Chị Hương lấy thêm hộp. Có trời. Gửi cho em nha. Giỏi, ông bà Tư gửi. Ông bà Tư gửi tặng cho con. Giỏi. Mấy em xuống quá trời đông luôn á mà cô chú. Không đủ, tại với chiều mấy em ra. Chiều mấy em đi học về đông. Đi học về. Được ông bà gửi cho em. Giỏi, ăn ngon miệng luôn. Hai chị em cũng muốn tặng cho hết các em luôn á, nhưng mà vì số lượng cũng có hạn. Để không nên là tặng hết cho các em được. Các em này có 100 phần mới đủ. Đúng không? 60 phần không có đủ các em. Để các em chiều ra đi học ra nhiều. Để cho em được không mà tới. Giỏi. Được ông bà gửi cho em nha. Ăn ngon miệng luôn. Được ông bà gửi cho em. Giỏi. Được ông bà gửi cho em. Được ông bà gửi cho em. Giỏi, ăn ngon miệng luôn. Nhà em ở đâu? Tuốt ở chợ. Giỏi. Tuốt ở chợ mà chạy tới đây luôn hả? Đi với ai? Đi với ai? Đi với chị ha. Rồi đợi hai chị chút nha. Hôm nay chị để muỗng cho ta. Làm đốm luôn. Được ông bà Tư gửi cho em nha. Giờ cẩn thận. Mấy em hớn hở nói chuyện. Nhoi hết vậy. Lý lẹ. Gửi cho em nha. Đúng rồi, đứng dưới đi. Lấy ly nước đi. Đúng rồi, lấy ly nước mía đi. Đây, được ông bà Tư gửi tặng cho em. Giỏi, ăn ngon miệng luôn. Được ông bà gửi cho con. Giỏi.
lấy nước mía trước đi, không sao đâu. À, được ông bà gửi nó giỏi. Được ông bà ghé tặng. Giỏi. Rồi để xem. Ăn ngon miệng luôn. Còn 5 em. 5 em. Đủ không chị? Đủ không? Được ông bà gửi cho em. À, cặp cẩn thận nha. Nhưng lấy đi nước mía cho chị nha. Được ông bà ghé tặng cho em. Giỏi. Đây được ông bà ghé tặng cho em. Giỏi, cảm ơn chị. Giỏi. Em ở đâu? Học nữa. Ở chỗ mà bán bánh. Lần đầu tiên chị thấy em xuống đây á. Này, nay được ông bà gửi tặng cho em nha. Đấy. Rồi, hết luôn. Đây, được ông bà gửi cho em. Được không bà ghé cho em nha. Giỏi. Rồi, giỏi. Dạ, thì hai chị em cũng làm tặng xong 60 phần cơm đùi gà cho các em rồi nha bà cô chú. Thì hôm nay các em rất là vui mừng luôn khi được ông bà Tư tặng cơm gà và nước mía nha. Dạ, thì con cảm ơn tấm lòng của ông bà Tư rất là nhiều. Thì con kính chúc cho ông bà Tư có thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc luôn. Dạ, thì hai chị em cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị, các bạn đã luôn quan tâm, ủng hộ kênh Hương Quê. Dạ, xin chào.